Hello, xin chào tất cả quý anh chị nhà đầu tư, lại là em Thảo đây. Chào mừng anh chị mình đã quay trở lại với video ngày hôm nay của em nhé. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau phân tích về một mã cổ phiếu bên nhóm bất động sản, đó là DG. DG đã trải qua một cái phiên giao dịch đáng chú ý với sự sụt giảm tương đối là mạnh, hơn 4%, tiệm cận cái mức đáy của năm rồi. Sự giảm giá này phản ánh cái mối lo ngại của nhà đầu tư về các kết quả thanh tra sai phạm liên quan đến quá trình cổ phần hóa và thoái vốn tại Deepcorp do thanh tra Bộ Xây dựng công bố. Cái kết luận của thanh tra đây đây là một cái bài báo mà có nhắc đến thông tin của DG. Kết luận của thanh tra thì Bộ Xây dựng đã kết luận rằng là qua quá trình mà cổ phần hóa và thoái vốn tại Deepcorp có nhiều sai phạm. Các sai phạm bao gồm là việc không xác định lại cái giá trị quyền sử dụng đất và tính toán không đúng giá trị tài sản trong dự án là khu đô thị du lịch sinh thái Đại Phước. Đây là một trong những yếu tố quan trọng dẫn đến việc nhà đầu tư mất niềm tin và bán tháo cổ phiếu trong phiên hôm nay. DG bị bán tháo trong phiên sáng. Ngày hôm qua chúng ta gặp một cái áp lực của cổ phiếu TCS, cũng có những cái thông tin về thanh tra kiểm tra, nhưng mà cổ phiếu TCS thì phản ứng mạnh hơn khi mà trong phiên ATO bắt đầu sàn rồi. Nhưng mà DG thì lại khác anh chị. DG thì có một cái mức giảm điểm mạnh trong phiên ha, chứ không phải là phiên ATO. Trước khi mà cổ phiếu giảm điểm thì cũng cho chúng ta những cái tín hiệu để có thể thoát hàng đối cổ phiếu rồi. Khi mà DG bị bán tháo thì không chỉ ảnh hưởng đến giá trị của cổ phiếu mà còn tạo cái áp lực lên thanh khoản của thị trường bất động sản. DIG không phải là cổ phiếu duy nhất ngày hôm nay trong nhóm bất động sản giảm điểm. Nhiều mã cổ phiếu khác như là Đất Xanh này, Novaland, Phát Đạt, Sale này anh chị, hoặc là Nam Long, Khang Điền, Vinhome, TSAC đều có một cái mức chiết khấu tương đối là cao trong phiên hôm nay ha, cũng chịu những cái ảnh hưởng tiêu cực từ những cái thông tin về sai phạm đó. Về thanh khoản thì mặc dù là khối lượng giao dịch lớn nhưng mà phần lớn là từ cái bên bán chủ động. Điều này cho thấy thị trường đang có sự lo ngại lớn về tương lai của công ty, đặc biệt là khi mà quá trình xử lý các sai phạm có thể là kéo dài và ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh cốt lõi của Deepcorp. Nếu như mà các vấn đề pháp lý không được giải quyết một cách minh bạch và nhanh chóng thì Deepcorp DG có thể là đối mặt với các khó khăn lớn hơn trong việc là duy trì niềm tin từ nhà đầu tư. Các dự án bất động sản lớn như khu đô thị, du lịch sinh thái Đại Phước có thể gặp khó khăn trong việc hoàn thành hoặc là bán hàng. Bất động sản vẫn là một cái gì đó, vẫn là một cái ngành mà tương đối là nhạy cảm với tình hình kinh tế vĩ mô, đặc biệt là trong một cái bối cảnh mà kinh tế bất ổn, lãi suất có thể gia tăng và các quy định về pháp lý, về đất đai và tài chính thì càng ngày càng chặt chẽ hơn. Nói chung là những yếu tố này thì tạo áp lực lên DG trong ngắn và trung hạn luôn. Nhìn chung thì với tình hình hiện tại của cổ phiếu DG, thì những cái vấn đề pháp lý nhà đầu tư cần thận trọng và theo dõi sát hơn diễn biến của cổ phiếu anh chị nhé. Thì nếu như anh chị nào mà chúng ta đang bị kẹt hàng đối với DG thì có thể là anh chị mình dừng lại một chút, chúng ta theo dõi hết video ngày hôm nay để có cái góc nhìn khách quan hơn đối với cổ phiếu ha. Và đầu tiên anh chị nhớ bấm like với em nhé, hoặc là chúng ta có thể là để lại những cái trái tim, những cái vẫy tay ở trong phần bình luận giúp em Thảo ha. Cố gắng giúp em cái vấn đề đó anh chị nhé, để tăng cái lượt tương tác cho video lên. DG thì anh chị mình trước mắt chúng ta chưa vội trung bình giá đối mạng cổ phiếu này. Bây giờ ai thấy DG xấu rồi anh chị, ai thấy là DG bất ổn rồi, nhưng mà hiện tại những cái chỉ số PCN Index, thậm chí là USO Index đang ở cái mức quá ngưỡng rồi, thì chúng ta sẽ có một cơ hội bắt đáy tiếp theo đối với DG. Nhưng mà cái cơ hội này anh chị mình phải đợi DG trong sau 2 phiên nữa. Sau 2 phiên nữa cổ phiếu cân bằng lại được dưới cái vùng giá quanh vùng 19.920 này á, thì anh chị mình có thể là chúng ta mua để đánh một nhịp ngắn ha. Hiện tại thì cái nhịp ngắn của DG anh chị mình quan sát lên được cái vùng giá 21.7, vùng giá 22.6 là được rồi anh chị, một cái nhịp ngắn hạn đối cổ phiếu thôi. Anh chị nào mà chúng ta đang kẹt hàng cổ phiếu DG cái nhịp này á thì cũng quan sát cái nhịp vận động lần này của cổ phiếu như luôn nha anh chị nhé. Trong 2 phiên nữa, sau 2 phiên nữa cổ phiếu cân bằng lại thì chúng ta mới đánh cái nhịp ngắn lên ha. Thì đâu đó từ cái vùng giá 19.x20 mà lên được cái vùng giá 22.2, thậm chí là lên được cái vùng 22.6 thì đâu đó cái lợi nhuận cũng tầm 10%, nên chị một cái deal cũng khá là ổn đối với DG đấy.
Nhưng mà trước mắt là phải đợi cái nhịp mà cổ phiếu cân bằng lại được, đợi một cái nhịp mà cổ phiếu có cái xu hướng tích lũy lại như cái vùng đáy này tầm 1-2 phiên nữa ha, và có những cái tín hiệu là tạo đáy của bạch tuộc, thậm chí là tạo đáy của stock static luôn, thì chúng ta sẽ có một cái nhịp đắn. Em tương đối là kỳ vọng một cái nhịp đắn ngắn hạn này của DG, nên là anh chị mình đừng có lo ha. Cổ phiếu thì cũng đã chiết khấu tương đối nhiều rồi, về cái vùng 19 là về cái vùng mà đáy cũ của cổ phiếu. 19 là cái vùng mà năm 2023 đấy anh chị, vào tháng 10 năm 2023 cổ phiếu tạo ra một cái vùng đáy ở vùng 19.3, 19.5 anh chị này, thì cổ phiếu đã chiết khấu về cái vùng này rồi, chắc chắn là sẽ có một cái lực đỡ ở cái vùng 19.3, 19.5 này cho anh chị mình đánh T cộng ha. Anh chị nào đang kẹt hàng DG thì tùy vào cái danh mục của anh chị, tùy vào cái mức giá mà anh chị mình đang cầm nữa cổ phiếu để có một cái cách xử lý tốt hơn đối với DG, thì anh chị nào kẹt hàng thì có thể liên hệ với em ha, số điện thoại của em trên đầu của em á. Để chúng ta có cách ứng xử và ứng biến đối DG trong cái nhịp tiếp theo anh chị nhé, trong nhịp sắp tới đấy. Chắc chắn là sẽ mang anh chị mình về bờ được anh chị ha. Cái nhịp giảm này thì không quá là đáng lo đối với cổ phiếu DG hoặc thậm chí là T-Sac, đều có cái cách xử lý hết anh chị. Chỉ là anh chị mình có muốn tham gia thêm đối DG hoặc là có muốn về bờ nhanh đối cổ phiếu không? Nếu muốn về bờ nhanh chúng ta phải trung bình giá lại, chúng ta đánh lên thôi. Mà khi nào để trung bình giá, cái thời điểm nào an toàn thì em sẽ hỗ trợ anh chị mình nhá. Đó, nhịp đắn ngắn hạn ha, 21.7 đến vùng 22.6 đi thoát ha, 10% lợi nhuận. Nhưng mà sau 2 phiên nữa anh chị nhé, sau 2 phiên nữa đợi DG cân bằng lại cái mốc quanh vùng 20, 19, 20 này đã, rồi chúng ta mới tính đến chuyện là vào hàng sau anh chị nhé. Còn nếu mà trường hợp tích cực hơn, cổ phiếu phiên mai mà hồi luôn anh chị thì chúng ta lại không tham gia. DG chỉ tham gia theo cái chiều xuống thôi. Còn cổ phiếu mà hồi lên được, cổ phiếu mà giữ được cái vùng đáy cũ phiên ngày mai mà không thủng mất cái vùng 19.8 thì thôi anh chị, cổ phiếu mà hồi lên được cái vùng giá 20.8 rồi thì thôi ha, chúng ta không có trung bình giá hoặc là chúng ta không có mua đối với cổ phiếu này nữa anh chị nhé. Chỉ mua theo chiều xuống, bởi vì cái chiều xuống sẽ có lợi thế cho anh chị mình hơn, cái biên đánh của DG nó sẽ rộng hơn anh chị. Còn chiều lên thì chúng ta lại gặp những cái áp lực ở cái cạn phía trên của DG. Cái biên lợi nhuận của chúng ta khi mà tham gia cổ phiếu này nó không có quá nhiều, nên là tùy vào phản ứng của cổ phiếu ha, thì những cái biến động hoặc là những cái vận động của cổ phiếu trong phiên em sẽ quan sát và chúng ta sẽ đưa ra được những cái tín hiệu mua bán cụ thể hơn ha. Thì ok, anh chị nào mà chúng ta chưa về đội của em Thảo hoặc là chưa mở những tài khoản SI, chưa vào room tín hiệu thì liên hệ với em hỗ trợ các anh chị mình mở tài khoản và hỗ trợ các anh chị tải app chứng khoán ITB với cái chế độ VIP 2 miễn phí 365 ngày sử dụng app anh chị nhé. Ok, cảm ơn chị mình rất là nhiều ha. Chúc các anh chị mình sẽ có một buổi chiều thật là nhiều năng lượng và có một cái buổi tối thật là ấm áp bên gia đình và người thân ha. Chúc các anh chị mình vui vẻ, hẹn gặp lại anh chị mình trong phiên live tiếp theo, trong video tiếp theo nhé. Tạm biệt.